Rồi, em xin chào nhà nha. Rồi em lên cho mấy chị một con mặt bạc. Đó, anh chị nào phong thủy nhé, mấy chị nào đeo phong thủy chốt này. Dây thì thoải mái rồi, dây này như dạng chưa cắt dây luôn nè. Dây tới 17 vậy mấy nữa. Thì ở trong cái mặt nó có ghi nha, nó có nguyên miếng bạc 3 gram, ghi 3G tức là 3 gram đó. Cái miếng bạc ha. Thông số đủ nha. Bạc xịn nha, bạc 3 số 9 luôn đó. Mặt bạc. Ở ngoài thiết kế dây cũng như nhìn như bạc nha. Nói chung mình đeo con này như một đeo một cái lắc bạc luôn. Anh em nào phong thủy, mấy chị phong thủy đeo mấy này, mua cho mấy chị cũng được ha. Máy Nhật nha, này máy Nhật, đáy sấy luôn. Rồi xe ngang của nó luôn là 26. Chị đứng luôn là 31 mỏng. Nó 8 8,5 nha. Rồi con này em bán nha, giá 500 mã T90 nha. 500k T90 nha. Giá như cái mặt của bạc không. Đó, mặt của nó này. Còn rất đẹp ha. Kính còn đẹp luôn, không sứt mẻ đâu. Thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha, còn nếu tin tưởng em á, chuyển khoản bên em bảo ship ha. Rồi em xin chào nhà nha.